Xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Attila. Mình là Totan Qua Tuyết Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái công cuộc tàn phá thế giới của đế quốc Hung Nô. Và bây giờ thì thực sự là mình đang đi tàn phá rồi, bởi vì mình đang có những đơn vị quân có thể nói là thiện chiến bậc, nói chung là bậc 2 của Hung Nô. Tất nhiên bậc 1 thì mình chưa tuyển bởi vì là mình chưa nâng cấp được, và cái thứ hai là mình cũng chưa đủ tiền để mà nuôi được cái đội quân đời cuối của Hung Nô đâu. Nó đắt lắm. Mình xem thử rồi, đắt lòi mắt. À, chắc là không chơi được đâu, chắc thế, nhưng mà thôi. Đấy là câu chuyện của sau này, còn bây giờ thì mình cứ oánh đã. Với các bạn thì mình bây giờ mình thấy là quân của mình nó cũng khá khá đấy. Mình cũng có thể oánh được khá nhiều rồi. Ở đây có các đơn vị quân rất mạnh. Mình đang chờ tuyển lốt mấy cái thằng bộ binh này nữa ấy, thì chắc là mình sẽ cho nó công thành được. Vậy. Nói chung là... đây, mình sẽ còn phải mất thêm một vài lượt nữa thì mới được. Bỏ bớt cái đội xạ kỵ này đi, thay bằng đội bộ binh này. À, chưa mua xong, nó chưa hiện upkeep. 214. Chưa mua xong. Thảo nào. 200, cũng đắt phết đấy. Nga ngựa. Phương Bắc này thì hai cánh quân của mình, một cánh phương Bắc thì đang tiếp tục tiến lên và khả năng mình sẽ đốt hết cái khu trên này đã, sau đó lại vòng xuống. Nói chung là thế. Bây giờ thì lượt này đảo qua xem nào. Attila thì cấp bậc khá cao rồi. Đại Hãn của mình thì cực mạnh luôn. Đại Hãn sắp qua đời rồi. Chúng ta thì có khá... có toàn là trung thành thấp thấp không nhỉ, toàn 7-8 mà. Ui ồ, cao thế nhỉ, dùng đi kiểu phí. Tăng trung thành cho các phe khác. Rồi, tăng điểm trung thành của bọn tướng lĩnh này lên đã. Qua lượt, giờ này thì ngoại giao chắc chả có cái gì ngoài cái việc để đi đánh nhau. Thằng này. Thằng này bây giờ lại thân với mình, đau cháu. À, nó kiểm soát được hai cái đảo rồi. Cả hai đảo này à? Thằng này bây giờ thành quân di cư rồi à? Chết mày luôn. Thằng này qua cái qua lượt ạ. Xem tình hình nó thế nào. Cứ từ từ mà đánh thôi. Ai ồ, nó lại xuống để ám sát mình à? Hai quân đoàn kia của nó ở bên trên, nó không dám đánh mình luôn, sợ. Nếu mà mình cho quân đoàn lên quân đoàn đời 4 thì chắc chỉ một vài quân đoàn thôi chứ nhỉ. Lên tất thì chết, kinh tế đâu mà nuôi. Ái là né. Garamatian. Thằng này vẫn còn à? Thằng này châu Phi. Hình như nó Himya vẫn còn. Hai thằng này hình như không nhầm. Hình như mấy thằng châu Phi vẫn còn. Như vậy thì thằng Sassanid chưa thể thống trị được Trung Đông đâu, châu Phi đâu.
Himya vẫn còn cái kìa. Chả. Thất bại thỏa đáng, thất bại, thất bại. Ồ, lại một thanh niên đấy bị thiến à? Tăng trung thành. Cộng 3 trung thành. Cộng 3 trung thành, trừ 4 kiểm soát. Cán cân sức mạnh. Rồi, ở mức này là đẹp. Mức này là tăng trung thành và tăng đoàn kết này. Rồi, mình nghĩ là ổn. Thằng này con nuôi. Ngu đần, tò mò. Nó vừa mới chui ra. Vừa mới sinh ra mấy cái... mấy cái... đâu chui ra mấy cái... What do you want? I will end them. That worked out, all right. Yes? I will find their weakness. I can go no further. Hay quá, lên sao rank nhất cục. What do you want? Hay rồi. Thằng này có thể cho vào quân đoàn rồi. Thời tiết xấu quá nhỉ. Thirsty for battle. Let them cower. Đốt. Tân sau di chuyển là cũng không mất quân đâu. Không giận, mình có thể cắm trại tiếp được. Không nói kể được mà. Tướng này mới là tướng mạnh này. Chết rồi. Âm tiền à? Ready for battle. Kệ nó chứ. Mấy thằng này tuổi gì dám đánh nhau mình đâu. Sợ lắm. Sợ mình mà. Yes. Ám sát hết tướng của nó chẳng. Rồi thôi. The ravens come. I have hope to do better. Ám sát hết tướng của nó. Quân đoàn này chưa đủ cái râu à? Đã đủ rồi. Thiếu tiền thôi. Lương thực thì thoải mái. Mua được có hai cái xe bắn đá thôi à? Come fight with us. Cái cũng được, không quan trọng. At them. Nó bao nhiêu lượt nữa thì chết đói. 4 lượt nữa chết đói. Nó toàn thuyền pháo luôn. Laying siege to their hovels. Nó vẫn đứng ở đây này, hơi khó ăn nhỉ. Đánh em. Chọn đánh đêm thì thằng này nó vẫn đứng đây. Nó vẫn đổ bộ vào được. We take this settlement for the tribe. Toàn Kathapak. Nó cũng toàn Kathapak. Warriors all.
Nó hoàn toàn Cataphract. Tấn công Attila mình, ôi nó lại ám sát mất thằng, à chưa, tưởng chơi được thằng thầy tu của mình. Himnya, Himnya, làm kick vẫn còn, Himnya vẫn còn à? Như vậy thì thằng Sassanid vẫn chưa kiểm soát được Trung Đông rồi. Junte. May quá, hết mùa đông quân của mình không bị mất quân. May quá. Yes, what? Thằng này sống dai thế nhỉ? Ai là? What do you wish of me? Thanh niên này vẫn chưa thể cho vào quân đoàn được à? What do you want? Treading secret path. Cha thằng nào dám đánh nhau với mình? Cha có gì mà phải sợ? Cộng cái này tăng xảo quyệt lên không chết. Ready for battle. On our way. Có vẻ chúng nó cũng không dám đánh nhau mình. Có vẻ chúng nó cũng không dám đánh nhau mình. Hết tiền. For the tribe. Sit, share my fire. At them. None will escape. Chết đói à? Hơi khó nhỉ. Tiềm lực của khu định cư, sức chịu đựng của tường thành 69 số lần vi phạm tới. Tường thành của nó đang bị vỡ tương đối rồi. Nếu mình chọn đánh lực lượng này nó sẽ đổ bộ vào à? Vậy đã xem nó chết đói như nào. Mình cũng muốn xem mà chúng nó chết đói như nào. Cái cánh này không đủ mạnh lắm. Trung thành của các tướng lĩnh của mình bây giờ toàn 7, 8, 9, 10 thì nói chung là khá cao. Ôi cái thằng này chạy đi chạy lại. The sword was drawn, but now it's bloodied. End this feud. We offer peace today, or the sword tomorrow.
Này thì hòa bình. Bình cha quan trọng. Mấy thằng du mục thì chiến tranh hay hòa bình thì cũng chả quan trọng, bởi vì chúng nó có mình đuổi nó mệt lắm, mình chả bao giờ đuổi. Đi công chúng nó, đốt hết nhà chúng nó là được. Kinh nhỉ, nó phá quân đoàn của mình ác thế. Ascun vẫn còn, Himya còn, Ascun còn. Như vậy là khu châu Phi vẫn yên ổn đấy chứ nhỉ. Yamanatia vẫn còn. Như vậy thì thằng Sassanid đâu đã làm được cái gì đâu nhỉ. Abandon all hope. Who has become for us wisdom from God? Only faith could save them. The righteous cried out in fear. Do not listen to the false prophecies of the heretics. Cast them out, for they have brought the scourge to our door. Dị giáo à? And when he opened the fifth seal, I saw the souls of them that were slain for the word of God. Tôi thấy linh hồn của những người đã chết giao giảng lời của Thiên Chúa. No mercy for the wicked. Bắt đầu đến thời kỳ của bất ổn vì tôn giáo rồi. Bổn phận vẫy gọi là có một tướng rất dẻo rồi. Đại hãn chúng ta qua đời rồi à? Ôi, Attila chính thức trở thành ngôi đại hãn rồi. Ôi, phí quá nhỉ, đại hãn chúng ta già quá chết rồi. Thế thì... đúng rồi, Attila lên cấp rồi thì... lên làm đại hãn rồi thì không thể bổ nhiệm vào chức vụ đấy được rồi. Ê, tướng này tốt thế. Đấy, tướng nó phải như này. Nhiều con gái quá mà chúng ta đi gây chiến khắp nơi chả gả cho ai. Bật. Nhìn chưa? Thanh sức mạnh bị giảm đáng kể luôn. Let them cower. Come sit, share my fire. For the gods. Gods, give me words. What do you want? The shadows take them. Yes.
Everything's fine. The Shadow's friends. Honor me if you must. Who won the North? Success, of course. Mày chết. Đại hãn chúng ta qua đời. Ôi, bị trừ áp kíp rồi. Đại hãn được cộng nhiều lắm rồi. Đây rồi. Lâm nhà lính à? Để cuối à? Mấy lượt nữa nhỉ? Hai lượt nữa là chúng nó chết đói rồi. Cố lên. Thằng này nó đông quân thế, ăn làm sao được. Chúng ta lên Attila, chúng ta lên thành đại hãn rồi. Sword of my people. Ready for more orders. Chết dở. Nâng cấp là hết tiền. On the move, lads. Your next command. Nâng cấp là hết tiền. Qua be praised. How can I help? My words will sway them. Dark shadows. Ready for action. Gods be praised. Excitement. Ôi. Không cướp bóc ngay là hết tiền này. Sống ở nghề cướp bóc mà. Ready for battle. Bóc ngay là hết tiền. Chà 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 chà, mấy lượt không đánh nhau phát là hết tiền ngay. À, biết ngay. Nó đuổi cái quân đoàn dưới này của mình. Hai thằng đi cạnh nhau thì nó không dám đánh, mà bốn thằng thì nó đánh. Đến đây thì nó không dám đuổi nữa. Cho thằng này diệt. Nó không dám đánh đâu. Phục kích đánh đêm diệt chúng nó cho anh. Dăm ba cái thằng dợ này mà làm loạn á. Đánh nhau làm gì nhỉ? Cứ đốt phá để kiếm tiền đã. Cứ phải cho Attila chạy lên kia để đốt phá đã. Không là không có tiền đâu. Còn mấy cái thằng dợ để đằng nào mình quay xuống, đằng nào chả đập được. Năm ba cái thằng dợ này thì có cái gì mà phải sợ. The sword was drawn, but now it's bloodied. Mấy thằng du mục này thì anh chả cần chiến tranh. À, Britain cả, có cả nước Anh được cả. Đồng phép đấy, nước Ý có này, quân đi khai La Mã, các kiểu con đàn điểu có hết rồi. Cho nó lên chiếc này đi. Vãi cả cái đám con cháu này. Mệt ghê nhỉ. 53 tuổi.
Trung thành 10 hết rồi, có gì đâu mà phải lo nhỉ. Trung thành 5 này. Tăng trung thành lên đã. Thời tiết xấu quá. Ready for action. Warriors all. Cướp phát được nhỉ? À cướp được. Cướp được. Lay siege to their hovels. Hai cái thuyền pháo. Bộ binh của nó thì nói chung không sợ. Mình đêm thì mạnh hơn tí xíu. Mùa đông đến rồi. Nếu mình không nhầm thì cứ 2 lượt mùa đông lại 2 đến 2 lượt mùa hè. Quả là cướp xong bắt đầu cắm trại thôi. Đợi cho đến mùa hè. Kiểu là hao quân quá. Chọn hướng tấn công, cái hướng này đánh mình thấy nó không hay lắm. À, mình đánh từ vào từ hướng này. Đốt cái thành cái tháp canh ở trước ạ. Quân đứng ở trên gò đất này hay. Battle group awaiting your word. Phá tháp canh nữa, tiến vào. Wow, được đấy. Đây là một cái đỉnh núi có thể phòng thủ à? Ôi thế thì tuyệt vời. Thế mà mình không biết. The enemy's tower has been destroyed. The enemy are ambushing us. Ôi, thủ trên này thì tuyệt vời luôn. Nó chỉ có đúng một cái hẻm để tiến vào ấy. The enemy has discovered our hidden enemy units have returned to the battle. What do they say? Our ancestors!
sông vào pháo của mình nhỉ. Đặt mấy khẩu pháo chất đồi này thì tuyệt vời luôn. Rồi, dã tên từ đằng sau lưng này. Ba cái thằng cầm sti này mà đòi đánh nhau với lính dìu quanh. Dăm ba cái thằng tào lao đấy. Đâu bọn đổ bộ nó đâu? Chưa thấy đổ bộ à? Lì thế nhở? À, chiến binh tinh nhuệ Bắc Âu, thằng nào nó lì thế? Chiến binh tinh nhuệ của Bắc Âu, thằng nào lì vật? Lì vãi trưởng. Tinh nhuệ mà bị bắn từ đằng sau lưng thì tinh vào đâu? Cho mấy khẩu pháo thằng đằng sau thì có phải trận này ngon. Mình không nghĩ là chỗ này lại có cái gò đất đẹp này. Phòng thủ thì tuyệt vời luôn. The enemy refuses to admit defeat. Their unit has rallied. Chúng nó đang đổ bộ kìa. Bắn đá, thu phá bắn đá nó đổ bộ nhỉ? Phá lốt cái tháp canh này nữa. 42% rồi, bắn chuẩn phết đấy. Sợ gì mấy cái thằng đổ bộ ấy. À, quay từ từ ấy mày, đừng cho kỵ binh tấn công khi không có bộ binh yểm trợ. Đã nào. Sao bắn mãi không cháy cái tháp cảnh đó thế? À rồi, tốt.
chừng nó thích chết này, xông vào. Nó thích chết này. Ờ, em ơi, di chuyển đến đây đi. Khử đội cung tên nó đã. Chết ạ. Quá dạ. Bản tên mình giữ phết nhỉ. Đủ bộ hết à? Nó rút hết đến kia kìa. Chiến trường Bắc Âu nóng bỏng. Ba cái thằng dở đấy. Thích chết ạ. Úi dồi. Đồ này vào đi. Mấy thằng này xong à. Đồ này bị thương nặng quá. Đến sau. Làm quân dự bị. Vào, pháo tiến vào. Nó rút hết vào thành đối thủ à? Tấn công ra hướng này này. Cướp hạng nặng kìa. Khôn phết ấy. Cho đi móc lốp mình.
lại đòi bắt mấy khẩu pháo của mình. Vãi cả mấy thằng này. Ta chưa? À, ăn rồi, ăn rồi. À, hai đội dư đánh nhau đấy. Ăn mà đánh chứ. Hai đội dư ăn nhau rồi. Ôi, nó toàn cướp biển Bắc Âu, mạnh hết đấy. Thế thôi à? Trận này cũng thương vong nặng phết nhỉ. Quân thủ thành của nó cũng chất mà, đâu có dễ ăn. Toàn lính đời cuối hết cả. Mà trận này kiếm được khá khá tiền đấy. Úi dồi ôi, được có 1.800 rồi. Được một ít tiền đấy. Cắm cái trại xuống để tính. Thanh niên này đã lên đây. Đang mùa đông, không đánh nhau vội. Ôi dồi ôi. Bổ phạm vi tấn công tầm xa. Sĩ khí khi tấn công. Đạn dược. Quân đoàn cấp 7 cả. Cái này nữa này, cộng thêm một điểm vào đây nữa thì đây nữa. Mắc đẹp luôn. Ơ, mình có thể tuyển được cái bọn... Đây, bọn này mạnh hơn rất nhiều đấy. Có thể thay bọn này đi được rồi. Mà đang nghèo quá, chưa có tiền. Để mấy lượt nữa thay bằng đội kiếm này. Sắt. 55. 59. Đây là bọn mạnh hơn. Bọn này nó cũng giống bọn này. Nhưng mà nó được nâng cấp lên một chút xíu nữa. Giáp 41, sức khỏe 99. Mạnh hơn một xíu. Không có vũ khí tầm xa, không cần. Đây, đánh nhau ở Bắc Âu thì cứ dùng bọn này. Đánh nhau Bắc Âu thì bọn này là được rồi. Để làm tường. Bọn này thì để ta chặt chém, bọn này làm tường. Đánh nhau ở phương đông thì sẽ dùng đến bọn kỵ binh này. À, bọn giáo này. Ready for battle. Hết tiền, nâng cấp phát hết tiền. Chờ thời tốt hơn, thời tiết tốt hơn nữa. Cộng 2 là sọc tuyệt đấy. Yes. Nó vẫn chưa chịu lên rank này. Lên rank rồi. Dọ dày, ôi thằng này yếu thế, cái gì bị trừ, thằng nào yếu này. Căng nhỉ. Không nâng cấp vào cái gì, nâng cấp phát là hết tiền. Ây da.
Đuổi theo anh à? Đuổi theo nhưng có đánh được đâu. Anh làm sao là Attila của anh? Bọn này cái cắm trại đây nó đuổi theo mình không ăn được, cứ cắm trại đây. Chiến trường Bắc Âu cứ dùng mấy cái thằng có cái thằng gì nhỉ? Tốt đam xuyên giáp nhỉ? Thằng bị kỵ binh bộ binh cuối cùng. Lên bọn ấy phát. Uran được tuyển à? Đúng rồi. Đánh gọn Bắc Âu này thì không cần tính speed. Chỉ có đánh với bọn là phương đông phải có speed, không lạc đà nó sốc cho thì chết khơ khớ. Ngân khố được cộng thêm 1000. Lại có một thanh niên đã bị thiến này. Tăng trung thành. Thời tiết vẫn rất xấu. For the tribe. Quar be praised. How can I help? Đốt cho anh. Besieging settlement. Lần sau hình như là hết băng giá rồi. Sợ anh chưa? Nhà cửa của chúng mày cứ thế mà vẫn chưa được à? Find our weakness. The gods have revealed their will. Ách chà, khá nhiều quân đấy. Mình cứ lên đốt tận nhà nó luôn. Ủa, à nó còn cái thành ở đây nữa. Đây. Nó kiểm soát khu dưới này cũng đông nhỉ. Khu này nhiều đất phết này. Chưa đốt được mà. Có cái gì đây? À thằng này nó định cư ở đây rồi à? Ôi giời. Bọn này. Vừa mới diệt xong mấy thằng này lại đi định cư rồi. Thôi kệ. Ready for action. Thôi cứ cắm trại đây đã. Hồi quân. Không có tiền mua quân. Định mua quân nhưng không có tiền. Định mua quân nhưng mà không có tiền. Thuế suất bị giảm. Tiêu thụ lương thực, trừ đoàn kết, tăng tiền. Chả được cái tích rộng gì cả. Nhưng mà vẫn phải cần có một quân đoàn có cái đấy. For the gods. Bọn này mấy lượt nữa thì chết đói nhỉ? À lượt sau bắt đầu chết đói rồi. Lượt sau nó bắt đầu chết đói. Tìm được khu định cư 60%. None will escape. Ready for battle. Mạnh phết đấy.
Ấy chà, kéo quân ra đây dọa anh à? Thanh này đang bị đánh này. Phải lên 4 sao thì mới cho vào quân đoàn được. Thời tiết phía Bắc này xấu quá. Không thể chờ thời tiết tốt hơn mà anh tiếc rồi. Mà quân của mình thì đang bị thương. Ái da, ái da, đông ghê nhỉ. Mày hả bưởi? Ai à, rút quân về phòng thủ à? Rút quân về phòng thủ. Chờ thời tiết tốt hơn rồi mình sử dụng đánh đêm mình diệt từng quân đoàn của nó rồi. Cái chính là nó không dám đánh mình là được rồi. À, được cả mấy thằng dợ này cũng chạy lên đây để định dây máu ăn phần à. Rồi, thời tiết đã tốt hơn rồi. Sự trả thù đẫm máu. My words will sway them. Chết nhỉ, nghèo quá. I shame my ancestors. I am the knife in the dark. For the tribe. Warriors all. Attila rồi. On the move, lads. Your next command. Ready for battle. Starting up. Cắm trại phát đã. Chưa đánh ngay được đâu. Is that so? Yes. On the move. Who are be praised? How can I help? Lên rank 3 phải lên rank 4 mới được. What do you want? Gods, give me. Let them cower. À, chết đói rồi. Rồi, cho lượt nữa chết đói gần hết đã. Chết đói gần hết đã rồi mình đánh được. Nó buộc phải rút quân đi á. Thirsty for battle. Cảm quá nhỉ. Không đánh trận được, không cướp thành được. Không có tiền. À, thằng này nó kéo quân ra. À. Chả thấy thằng nào dám sang đất này bên này để đánh nhau mình cả. À, nó rút hết à? Mấy thanh niên này rút hết à? Nó chạy lên trên này chứ. Ô. Được. Chắc muốn khôi phục lại cái thành kia à? Sợ mình bị mình đánh à? Cứ đốt thành đấy. Đốt thành mới có tiền.
đốt thành thì mới có tiền. Chà. Warriors all. À tốt. Ít ra thành công được phát. Mình tưởng nó xịt suốt. Rồi, rank 3. Nên rank 4 mới được. Đau cháu thật. Ready for action. Vẫn chờ lượt nữa cho nó chết hẳn nhỉ. Lượt nữa là nó sẽ chết kha khá quân. Nhánh quân này vất quá. Nhánh quân bên này đánh nhã. What do you wish of me? Weak men are easily bought. Bại mới đâu. Thành công phải lên rank thì tốt không? For the gods. Ready for battle. Quân chưa hồi hết. Nhiều chó nhỉ. Ngu đốc. Thirsty for battle. À ôi. Nó cho điệp viên nó cắn mình. Come, sit, share my fire. Gods be praised, excitement. Get moving. Thirsty for battle. Đánh vào đây bây giờ sợ hao quân quá nhỉ. Đánh Otto à, đánh Attila. Đánh được không nhỉ? Quân đồn chú này. Khá đông. Có cả thuyền nữa. Ready for action. Rất nhiều chó. Vào lính đêm nào. Không có nhiều kỵ binh lắm. Ready for battle. Lầy phát ăn thử phát xem nào. Không nghèo quá. Tất nhiên là chọn đánh đêm rồi. Tỷ lệ thấp thế này cả. Tất banh cũng đánh. Đã gọi là ăn. Sợ gì chúng nó. Cho chúng nó đổ bộ vào. Sợ mẹ đi. Rồi, không ngu gì mà tấn công được hướng đấy. Waiting to work.
group! Bình tĩnh ha. The enemy has reinforcements. The enemy has been spotted. Úi dồi ôi, béo mập. Úi dồi ôi. Lã đây, lã đây, lã đây. Đúng rồi, cứ đứng tập trung quân ở đấy. Rồi. Ai giả quân đổ bộ nữa kìa. Có mai phục á? Ôi giời, mấy con ngựa cùi này chả sống à? Rồi sao? Ôi hồi, sướng thế. Bắn đạn lẩu, tiếc mình không zoom vào gần được. Chơi chế độ huyền thoại này không zoom gần được. Ôi, ôi, lẩu chỗ này thì... Không tên của nó lên trước à? Đợi xa kỵ đâu rồi. Mấy thằng không tên của nó đang sang bên phía bên này này. Cứ lỗ vào đây này, tuyệt vời luôn. Tuyệt vời ông mặt trời luôn. Từ từ, từ. Cho chúng nó đến gần gần nữa. Kéo cởi trắng hết rồi. Rồi sướng thế nhỉ. Rồi chết cơ số luôn. Chưa tấn công đã chết cả đám rồi. Chờ cho nó đến gần gần thôi đã. Ái da, bọn này bắt đầu đổ bộ này. Đổi. Cứ việc đổ bộ. Ôi, khẩu pháo của mình lã quả này thì thôi rồi, thấm luôn. Chờ bọn kia đổ bộ vào nữa.
bỏ rút ra đi em ơi. Rút lên rừng để nó không biết. Chờ cho nó đến. Úi dồi. Hết đạn pháo rồi. Pháo binh Bắc Âu. Chà. Giờ chứ nó mới đến kìa. Pháo mình chết này. Bắn mắc đẹp. Ủa đánh đây đánh với một thằng cầm lửa đã mất bố rồi. Quân ba cái thằng đi đây. Xem thì nó làm trò gì vòng vòng ra đây. Ăn đấy á. Chạy vòng ra đây à? Mày. Sát và phát vào cho hai đội dìu này vào đập sau lưng mới ăn được. Đây rồi. Ra đây. Bắn. Giá cấp tập vào lưng nó cho anh. Nhanh kiểu nó bắn chết nó mình mấy thằng dìu chém đau lắm, dìu Bắc Âu rồi. Dăm ba cái thằng
giáo binh này mà đòi đánh nhau với lính dìu ấy. Úi dồi, bọn bác dìu nó chém đi đâu phải biết. Chúng nó vẫn còn mấy thằng ở ngoài biển kìa. Chạy hết rồi. Lấy lại tinh thần, lấy lại tinh thần. The enemy general is fallen. Tướng địch đã chết à? The battle is turning in our favor. Cái bọn kia nó không chịu vào à? Đây này. Chưa đổ bộ à? Từ đây mà dàn hàng ra đây đấy. Bây giờ mình tấn công là mình sẽ phải xông vào cái tháp canh của nó à. Mà nó vẫn ở ngoài biển chứ nó không vào kìa. Vào đi. Cái bố nhỉ. Chạy hết rồi. Đại hạn là chúng ta chỉ cái chuyện này thôi mà. Sập tháp canh. We have destroyed the enemy tower. Mày không chịu đổ bộ anh đánh thì chết luôn. Ai chà. Hurry up!
từ. Chiến đoàn Jack Maddox đánh thuê. Ồ, để phá cái tháp canh này tốn quân quá nhỉ. Này mày, dàn hàng ở đây. The enemy have rallied their units. Thôi không cần, chuẩn bị tiếp đón cho nó luôn này. Vãi xạ kỵ của mình bị tháp canh bắn rát thế. Tháp canh nào nữa. Xong rồi. Một chiến thắng anh dũng cơ. Đâu để mình xem nào. Ái dồi ôi. Công thành mà có 2.200 đánh với 6.500 quân. Vãi trưởng. Đúng là liều của bố của liều chứ không phải là liều nữa. Ôi dồi. Chết sạch không có thằng nào. Bố của liều thì không phải là liều nữa. Sword of my people. For the tribe. Ready for action. Lên ruộng đã. Lên ruộng để có lương thực ạ. Thirsty for battle. Get moving. Hết tiền rồi nhỉ. Lên ruộng tiếp. Không được, nhớ lên phát được sau âm thì vỡ mồm. For the tribe, warriors all. What do you want? How can I help? Chắc ít có thanh niên nào liều như mình. Attack! Hỏi rồi. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.